Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ bảy, một ngày 8 tháng 12. Thì em cũng xin phép mình quay trở lại làm một buổi video ngắn để em cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường ở trong một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang vận động như thế nào. Để từ đó, anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những lượng sức mua, những lượng tiền, thì mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất nếu như những video ngày hôm nay mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả. Thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Và đây cũng chính là những động lực thúc đẩy giúp em làm những video sâu tốt hơn. Xin phép cảm ơn chị mình rất nhiều. Thì đầu tiên, những anh chị nhà đầu tư mình có thể thấy là thực chất trong khoảng vài tuần vừa qua, sau cái phiên vận động xuất hiện bùng nổ theo đà, thì đây là một trong những cái giai đoạn mà sẽ mang lại cho anh chị mình tương đối nhiều cái lợi nhuận. Có thể gọi là một giai đoạn mà anh chị mình đi gia tăng tài sản tốt nhất trong năm 2022 này. Nhưng cái bản chất tổng quan khi mà mình đánh giá lại về thị trường và cổ phiếu thì anh chị mình cũng có thể thấy giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn vận động cực kỳ khó để cho chị mình phân tích. Mọi người lưu ý ha, này, thứ nhất là anh chị mình thấy cái biên độ dao động của các cổ phiếu và biên độ dao động của thị trường là rất lỏng lẻo. Cổ phiếu hôm thì sàn, hôm thì trần, rồi hôm sau lại sàn, rồi hôm tới lại trần, tương đối khó chịu đối với tất cả những chị nhà đầu tư mình. Đấy. Và đặc biệt khi mà những anh chị mà nhà đầu tư mình thấy với những cái phiên điều chỉnh của thị trường thì rất nhiều những mã cổ phiếu sàn, đấy, hoặc là với những phiên rũ bỏ của thị trường, rất nhiều những cổ phiếu nó cũng rơi vào cái vùng giá sàn, và đôi khi nó tạo cho những anh chị nhà đầu tư mình một cái nỗ lực bán, nỗ lực chốt lại, và đôi khi mình bán xong anh chị mình cực kỳ khó để mình xác định lại một cái điểm mua hoặc là một cái điểm mà mình gom lại những cái lượng hàng mới từ cổ phiếu. Cho nên với những cái vận động khó chịu của thị trường hoặc là biên độ dao động lớn ấy gì, thì thường với một cái chiến lược của hệ thống khách hàng bên em ở thời điểm hiện tại là mình mua đúng điểm từ những cái điểm xuất phát bùng nổ theo đà đi lên và mình nắm giữ đến thời điểm hiện tại. Đấy, mua đúng điểm và nắm giữ, sau đó anh chị mình sẽ có những cái chiến lược mình chặn lại cổ phiếu. Nếu như cổ phiếu nó quay đầu, nó vi phạm điểm chặn lại thì anh chị mình đút tiền vào túi, còn không thì mình vẫn cầm. Tại vì với cá nhân em, mình đánh giá thị trường lúc này nó luôn luôn xuất hiện những cái quá trình điều chỉnh cũng như là những quá trình rung lắc để nó kiểm tra những cái lượng cung cầu, nó gọi là những quá trình rũ bỏ, sự đu bám của những anh chị nhà đầu tư cá nhân. Mặc dù đây những quá trình rũ bỏ gì đấy, còn với em không đánh giá đây là những quá trình thị trường tạo đỉnh, hoặc là mình không đánh giá đây là cái quá trình thị trường nó phân phối anh chị. Mọi người lưu ý nha, làm gì có dòng tiền nào mà nó vừa đổ vào đánh trong một tuần rồi lại bán ra, nó phân phối ra, nó đều không thể khi mà anh chị mình hiểu về yếu tố về cung cầu. Tại vì sao? Tại vì với những cái dòng tiền của tổ chức, họ đổ vài vài ngàn tỷ, họ đổ vài trăm tỷ, họ đổ vài tỷ đô, họ vào họ đánh cổ phiếu thì không thể nào họ bán ra được ngay trong một hai phiên trong ngắn hạn. Mọi người lưu ý ha. Đấy, ví dụ như em và anh chị mình là những nhà đầu tư cá nhân, ví dụ mình có vài tỷ, vài trăm triệu thì mình mua bán nó rất là dễ dàng trên thị trường, nhưng với tổ chức họ rất khó để mà họ giao dịch như thế. Cho nên thường anh chị mình sẽ thấy là gì, khi mà đại tổ chức họ muốn phân phối cho nhà đầu tư cá nhân của mình á, thì bản chất nó phải kéo theo một cái yếu tố, một cái lực FOMO rất lớn cũng như một cái biên độ giá chênh lệch giữa giá mua và giá bán của tổ chức nó lớn thì họ mới phân phối được gì. Cho nên quá trình phân phối ấy, nó là cả một cái quá trình, hoặc là khi hoặc là những cái giai đoạn mà nó tạo cái vùng biên sideways như gì, những cái vùng biên đi ngang nè, thì chị thấy liên tục là những quá trình kéo lên rũ xuống, kéo lên rũ xuống nè, nó tạo cái tâm lý dao động lớn cho nhà đầu tư nè. Hay khi đó mới là những cái quá trình đôi khi nó tạo những quá trình tổ chức họ bán. Còn với những cái vận động hiện tại thì mình thấy là gì, bản chất thị trường nó chỉ là những cái pha điều chỉnh rất bình thường, mà với cá nhân em mình cũng đã đề cập với chị mình rất kỹ trong những cái vận động vừa qua hoặc là trong những cái buổi video vừa qua, liệu thị trường điều chỉnh hay là tạo đỉnh thì với mình vẫn đánh giá đây là những quá trình điều chỉnh hết sức bình thường của thị trường. Cho nên quan trọng trong những quá trình điều chỉnh này nè, anh chị nào mình mua đúng điểm thì mình vẫn nắm giữ bình thường và chặn lãi, anh chị nào mà mình có cầm tiền thì mình chờ đợi những cái điểm giải ngân mới sau quá trình thị trường nó tạo là những quá trình cân bằng ở phía sau. Mọi người lưu ý nha. Đấy,
Còn trong một cái quá trình, một cái phiên vận động như ngày hôm nay thì đơn cử anh chị mình cũng thấy được là vào buổi sáng nhà tạo lập họ mở một cái tín hiệu về gấp úp và họ kéo lên test lại cái vùng đỉnh cũ anh chị. Đấy, trong cái sự ngỡ ngàng của rất nhiều những anh chị nhà đầu tư, mở phiên sáng nay là rất nhiều những cổ phiếu tăng cái biên độ 3-4% là tương đối lớn anh chị. Đấy, và bản chất anh chị mình sẽ thấy á, thị trường nó kéo nó test lại cái vùng đỉnh cũ. Ví dụ em gọi đơn cử đi, đây là cái quá trình nó test lại một cái phiên áp lực bán trong ngày 23, một cái phiên biên độ lớn, khối lượng lớn của thị trường, thì bản chất nó phải có những quá trình nó test đi test lại để nó kiểm tra xem là những nhà đầu tư bán trong phiên này mình có còn bán ra nữa hay không. Mình sẽ test lại những cái up bán trong cái phiên khối lượng lớn này, và sau đó chị mình thấy vào cuối phiên chiều thị trường nó bị áp lực, nó giảm ngược trở lại là việc rất là bình thường. Cái gì ví dụ sáng nay nó kéo lên mà nó không có volume nên chị, thì nó không đạt về yếu tố về khối lượng nè, không đạt yếu tố về dòng tiền nè, thì ví dụ như chị mình thấy cái gì, nó sẽ có những quá trình nó test lại để nó kiểm tra xem là áp lực bán của những nhà đầu tư mua trong cái phiên thứ ba này hàng về mình có bán ra hay không. Đấy, cho nên mình thấy là cái buổi chiều ngày hôm nay á, là một cái sự dao động rất lớn, hay tổng thể một cái phiên như ngày hôm nay á, sáng kéo lên và chiều nó hạ nhiệt trở lại á, cũng là một cái phiên dao động rất là lớn của thị trường chung. Cho nên với những phiên dao động lớn này á, bản chất nó cũng sẽ không tạo ra điểm mua dành cho tất cả những chị nhau tới mình, mà quan trọng là gì, anh chị nào mình mua đúng điểm thì mình cứ nắm. Ví dụ đơn cử trong khách hàng bên em đi, đấy, ví dụ như mình thấy cái sự rung lắc của thị trường chung này, thì em cũng đánh giá với anh chị mình nó rất là kỹ. Thì bản chất anh chị mình thấy vào lúc khoảng 2 giờ 15 phút á, thì mình đánh giá thị trường nó sẽ test về là vùng quanh cái biên độ 1080 1100 anh chị, và nó gặp những cái áp lực bán ngược trở lại. Đấy, và mình thấy bản chất thị trường nó test lại áp lực bán thì nó không thành công anh chị nha, nó bị áp lực giảm ngược trở lại thì nó sẽ xác nhận, nó sẽ tạo cái vùng biên sideways. Ví dụ như ngày hôm nay thị trường nó test là áp lực bán và nó giảm ngược trở lại á, thì nó sẽ xác nhận với anh chị nhà tụi mình là quanh cái vùng biên 1000 1100 anh chị, với vùng biên 1100 nè và 1030 á, thị trường sẽ tạo cái vùng biên sideways ở đây, cái sẽ dập dìu lên xuống lên xuống lên xuống ở vùng này, thì mình gọi đây là vùng tái tích lũy của thị trường chung cho một cái giai đoạn tiếp theo. Đấy, và mọi người lưu ý ha, và một cái giai đoạn mà tái tích lũy ở đây á, thì đôi khi nó sẽ tạo những cái nền tảng em gọi là vùng hấp thụ, gọi là vùng thay máu, nó hấp thụ những cái áp lực bán từ những anh chị nhà tụi mình có lại phía dưới, mình lên đây mình thấy rung lắc. Ví dụ như những phiên ngày hôm nay rung lắc nhiều anh chị mình sẽ tạo cho anh chị một cái nỗ lực chốt lại, một cái nỗ lực bán cổ phiếu, thế nó có là vùng hấp thụ. Hoặc là những nhà đầu tư nào kẹp hàng vùng giá trên cao thì mình cũng thấy cổ phiếu mình một khoảng thời gian quá lâu mình mới về bờ, thì anh chị mình cũng rất dễ mình đi bán ra cổ phiếu. Mọi người lưu ý á, trên đây gọi là cái vùng thay máu những cái sự tham gia của những chị nhà đầu tư cá nhân, nó cũng tạo nền tảng cho tất cả các mặt cổ phiếu sẽ cân bằng và tích lũy lại, thì nó mới tạo những cái dư địa để bước vào một con sóng phía sau, một con sóng số 2. Mọi người lưu ý á, quá trình tích lũy này yêu cầu bắt buộc á, là phải duy trì phải kỳ cung đi. Đấy, thì đó là tín hiệu tốt. Nếu như quá trình kỳ cung đi và nó xác nhận dòng tiền tiếp theo đổ bộ và tham gia thị trường thì chị lại có những cái điểm giãn ngắn mới, mà lại có những cái điểm mua mới. Còn ở những thời điểm như ngày hôm nay hoặc là ngày hôm qua, bản chất cũng không tạo điểm mua mới an toàn dành cho tất cả những chị nhà đầu tư mình. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên ở trong mắt hàng bên em mình quản trị tâm lý của anh chị mình tương đối kỹ. Ví dụ những phiên kiểm tra cung cầu này là rất là bình thường. Đấy, quan trọng là anh chị mình cứ quản trị tâm lý của mình cho nó tốt. Hoặc đặc biệt mọi người cũng bình tĩnh, mình quan sát. Ví dụ nhiều anh chị mình thấy thị trường nó rung lắc, nó giảm ngược trở lại. Thì ví dụ như ESI đi, sáng anh chị mình thấy cái gì? Cổ phiếu đóng cửa ở một cái vùng giá trần. Rồi sau đó nó cũng gặp áp lực hạ nhiệt chung với thị trường thì cũng rung lắc trở lại. Nhiều anh chị mình cũng trong khách hàng mình cũng nhắn tin mình hỏi em là gì, có chốt lại ESI không em, có bán ESI không em. Anh chị mình thấy nó rung lắc quá, mình cũng sợ anh chị ấy. Cho nên hồi xưa giờ em thấy cái tâm lý chung của những anh chị mình á, khi mà mình gồng lỗ á, là mình gồng nó rất quyết liệt, lỗ bao nhiêu cũng không chắc, nhưng ngược lại mà đang có lãi lãi 15 20 30% mà chỉ cần nó rung lắc một phiên, nó sàn một phiên thôi là anh chị mình lại vội vàng mình đi bán cổ phiếu. Mọi người lưu ý á, trên đoạn này cũng là một trong những cái giai đoạn mà nó thử thách cái tâm lý gồng lãi của nhà đầu tư. Anh chị mình có lãi mình cứ yên tâm, em nói bây giờ mà thị trường này mà cầm cổ phiếu mà có lãi và chặn lãi là tốt nhất thị trường. Anh chị mình không cần giao dịch quá nhiều đâu, đoạn này mà anh chị mình càng giao dịch nhiều mình càng bị cuốn vào tâm lý vận động của thị trường chung. Ví dụ anh chị mình thấy gì, thị trường có tăng là anh chị mình bán, giảm là anh chị mình mua, mình sẽ rất dễ cuốn vào trạng thái tâm lý thị trường anh chị nhé. Thấy cho nó là một trong những cái chiến lược giao dịch nó tương đối khó, khi mà thị trường nó có tín hiệu đảo chiều á, anh chị mình cũng khó để mình xử lý cổ phiếu. Cho nên đối với em á, mua đúng điểm và cầm nắm là một trong những cái chiến lược nó tốt nhất thời điểm hiện tại, tại vì mình gồng lãi mà, thì lúc nào tâm lý chị mình nó cũng thoải mái, mình còn tập trung và mình làm cái công việc cá nhân nữa chị. Mấy người lưu ý ha. Đó, nhưng mua là phải đúng điểm, còn mua sai điểm vi phạm các lỗ vẫn phải bán bình thường, anh chị mình lưu ý. Đấy, còn nhiều anh chị mình thấy, dụ nhiều anh chị mình cũng thấy là những cái cổ phiếu, ví dụ như cũng có một một anh nhắn tin hỏi em là ví dụ ngày hôm trước á,
anh cũng có mua đổi anh chị, mua đổi ESI quanh vùng giá mà 20.5 này nè đấy, thì nó chỉnh lại là anh mất ngay đâu đấy khoảng gần hai giá liền, anh chịu không? Hai trên cho một cái xu hướng tăng của ESI á, không phải ai cũng có lãi đâu, mua đổi đây nó chỉnh lại là coi như là anh chị mình mất ngay 5-70%, mọi người lưu ý ha đấy. Thì ví dụ những quá trình mà nó quay về nó vẫn giữ được cái biên biên trên á, thì đây những cổ phiếu rất là mạnh như là dòng chứng khoán anh chị nha. Tâm điểm ngày hôm nay mùi cũng thấy là dòng chứng khoán là một cái dòng nó rất mạnh, cho nên ví dụ anh chị nào mình cầm được ESI nè, mình cầm được dòng chứng khoán nè, thì mình cứ yên tâm mình cầm nắm anh chị. Quá trình thị trường rung lắc điều chỉnh là bình thường, nó quay về nó lắp gáp up sáng nay mở ra thì đó cũng là điều rất bình thường. Thị trường đoạn này sẽ xào lên xào xuống liên tục để kiểm tra cung cầu, tại vì anh chị biết vì sao không? Ví dụ sáng nay thị trường mà nó kéo lên á là để nó kiểm tra xem là cái nhu cầu của nhà đầu tư mình tham gia như thế nào, tại vì thị trường nó xanh nó tím quá nhiều đi thì nhiều anh chị mình cũng nảy sinh cái tâm lý mình mua đuổi, nhưng bắt đầu buổi chiều á, nó giảm ngược trở lại để kiểm tra áp lực bán anh chị, xem chị mình có lãi mình có bán không, anh chị nào mua đổi phim trước về có bán không đấy. Mình lưu ý á, trên đó khi chị mình hiểu được tâm lý ở vùng này á là mình vẫn yên tâm mình cầm nắm một số mà cổ phiếu chứng khoán rất là khỏe nè đấy. Trên chiến lược bên em là gì, mình cầm nắm và mình chặn lãi thôi đó. Cho ví dụ như một có một cái tài khoản của một chị khách hàng mà cũng là đồng hành với em khoảng 3 năm nay rồi, mình vẫn đang hỗ trợ anh chị mình giao dịch á, thì danh mục này mình có hai mã thôi. Đoạn trước là mình có BID nè, thì em cũng bán BID rồi, em chặn lãi anh chị, chặn lãi BID thì nó cũng có cái vùng chặn lãi á, thì em rút tiền vào túi BID. Thì nhưng mà với cổ phiếu của ESI á thì mình vẫn còn giữ lại đó, từ cái vùng giá vốn mà mình hướng dẫn nó rơm mua là quanh vùng 16 17 á, thì em cầm 100 ngàn của ESI vẫn nắm ở đây anh chị. Hay từ vì khi mà mình có lãi mình cầm á, nó thoải mái nó ung dung lắm. Đấy, mọi người lưu ý á, thị trường này sướng nhất là trạng thái mà gồng lại. Cho nên ví dụ mua đúng điểm thì chị mình cứ cầm nắm thôi. Ví dụ như hôm trước đợt trước ESI đi, thì anh chị mình cũng thấy là khi mà nó đạt điểm mua là em hướng dẫn anh chị mình vào mình mua ngay, chứ không phải là mình chần chừ với những cổ phiếu như thế này. Đấy, dòng chứng khoán là một cái dòng mà em đánh giá rất là cao cho một cái nhịp tiếp theo. Ví dụ ngày 25 tháng 11 đi, ở đây vào lúc khoảng 2 giờ 20 phút. Ví dụ ESI dưới 17 là mình lấy ngay. Nếu không nhầm đây là cái phiên hôm thứ 6 của tuần kia anh chị nha. Ngày 20 25 nè, đây anh chị. Ngày 25 nè, đấy. Thì anh chị nào trên kênh YouTube em nghĩ anh chị mình cũng tham gia được trong cái phiên này á, hoặc là anh chị nào trong trong cộng đồng á, dù cùng giá dưới 17 là em hướng dẫn anh chị mình mua. Ví dụ khi mà mua bán ở trên bán hàng bên em á, là mình chụp lại cho anh chị mình một cái mức giá nó chi tiết. Hay mình lưu ý á, đoạn này mà rung lắc em không bao giờ em bán ai đâu, khi nào mà vi phạm điểm chặn lại mình mới bán, còn không mình vẫn cầm rất là bình thường. Hay bây giờ mà bán đi ai ta mình cũng chả biết mua con nào, tại vì nhiều cổ phiếu bây giờ đâu có điểm mua đâu gì, nó chỉnh một hai phiên nó rủ bỏ lại tiếp tục nó kéo tiếp quá khó chịu đúng không hả. Với một cái vì sao mình mua, vì đây là một cái mô hình vai đầu vai ngược. Đấy, chiều nay sau 2 giờ nhóm chứng khoán kéo lại khá tốt, thì em anh chị mình em chú ý vì ESI nó đẹp mẫu hình, anh chị mình lưu ý thì mình cứ tự tin mình vào mình giải ngân với những cổ phiếu như là ESI. Đấy, mọi người lưu ý trên trong đó bên em khi mà mua bán mình hướng dẫn anh chị nó chi tiết đơn cử trên kênh YouTube thì cũng vậy anh chị. Ví dụ đây là mô hình gì, vai nè, đầu nè, vai ngược với những cổ phiếu như ESI này chị, ví dụ chị mình cũng thấy rất là rõ ràng ha. Đấy, đợt trước mình cũng chia sẻ cho chị mình như vai nè, đầu nè, vai ngược anh chị. Đấy, thì đây là những cái mô hình rất là kinh điển với những cổ phiếu như là ESI đó. Thì khi nó tạo những điểm dòng tiền đi vào nè, nó bứt được cái vùng mô hình nè, thì sẽ bước vào cái pha tăng giá chen xuống ngắn hạn hoặc là chen tăng. Ví dụ chị thấy những cái phiên mà rũ bỏ nè, là chị mình bán nè, sau đó mình lại kéo nè, rũ bỏ chị là chị mình bán nè, tôi tiếp tục lại kéo. Đấy, mọi người lưu ý nha, thì bản chất bây giờ mà điểm mua mới với những cổ phiếu như ESI á, thì ví dụ thật sự nha, với cá nhân em mình kỳ vọng á, đây là những quá trình dù có cái nền là chị bứt lên tất cả cái nền nè, thì sau đó chị thấy tiếp tục là nó sẽ tạo những quá trình gì, nó cân bằng. Đấy, thì mình hy vọng sẽ tạo những cái vùng cân bằng, thì cân bằng ở trong một cái nền tiếp theo, dù đây là một cái nền nè, đấy rồi nó test về đây tạo tiếp một cái nền nè, thì đó là những cái điểm mà chị mình mua sẽ an toàn. Mọi người lưu ý, hoặc một điều kiện duy nhất mà anh chị nào quan tâm về ESI á, mình có thể mình canh mua được á, thực chất nó test đây có một phiên anh chị ơi, cũng khó để mà chọn mua nữa. Dù test đây một phiên nè, thì em kỳ vọng test một hai phiên nữa đi, có tạo ba bốn phiên cũng được, nó cân bằng thì mới tìm được điểm mua. Còn này test về cái vùng nền hỗ trợ con phiên là rút chân lại kéo tiếp, sáng nay còn mở gấp up nữa mà, thì nó quá khó để cho anh chị mình tìm điểm mua ở thời điểm hiện tại đó anh chị. Em biết nhiều anh chị mình cũng đang sốt ruột trong cái việc mình đang chờ điểm mua ấy, khi mà mình đã bán là cổ phiếu á, nhưng phải nói thật sự với anh chị một câu nói là gì, thị trường lúc này bán ra xong quá khó đi mua lại, thực sự là như thế. Cho nên đôi khi á, có một câu mà em khuyên chân thành với anh chị nào mà mình đã chốt lại cổ phiếu á, thì mình chốt xong á thì mình cũng đừng có buồn, tại vì sao, chờ em nói thị trường này mà đầu tư mà chốt lại được rút tiền vào túi á là rất vui, là rất happy anh chị. Đấy, cho anh chị chốt xong rồi á thì mình có thể là mình đứng ngoài luôn, mình đứng ngoài luôn, mình chờ cho một cái cơ hội mới, có thể là mình chờ cho một cái giai đoạn ở đây anh chị, thì giờ nó bước vào cái nhịp số 2 nè, dù ở đây thị trường đang tái tích lũy gì. Đấy, bây giờ đánh giá đây là cái vùng biên thị trường sẽ tạo quá trình tái tích lũy nè, thì sẽ lên xuống nó dao động tâm lý để kiểm tra cung cầu nè. Thì chị mình lưu ý mình chờ cái xong cái quá trình mà tái tích lũy đây đi, xác nhận dòng tiền vào phía sau á, thì anh chị mình tham gia mình đánh cho một cái nhịp số 2. Đấy, mình lưu ý ha. Còn bây giờ mình chị mình tham gia cho cái đoạn mà nó tích lũy đây á thì nó cũng hơi khoai đấy, nó cũng hơi khó chị, nó cứ dao động lên xuống á, thì bản chất cổ phiếu nó cũng lỏng và nó cũng không mang về được cái lợi nhuận nó nhiều đâu. Đấy, lợi nhuận nó tốt nhất là trong thời gian vừa qua với những cổ phiếu như là ESI nè, mọi người lưu ý ha. Cho mấy anh chị nào mua đúng điểm mình cứ yên tâm mình cầm nắm thôi, đôi khi mà mình ngồi im đó, mình không cần làm gì cả
thì mình cũng đã thành công. Hôm nay mình thấy tín hiệu dòng tiền tiếp tục đi vào khá là lớn với những cổ phiếu như AI và dòng chứng khoán anh chị ha. Đấy, và em cũng chia sẻ với chị mình rồi, ví dụ đôi khi mà chị thấy thị trường chứng khoán mà nó có sóng thì chắc chắn của chị mình là dòng chứng khoán nó sẽ có sóng, tại vì dòng chứng khoán nó có một cái độ tương quan rất là mạnh mẽ, độ tương quan rất là rõ rệt với thị trường chung. Mọi người lưu ý á, và dòng này nó cũng mang cái tính gì gì tính đầu cơ nó cao. Ví dụ dòng ngân hàng á thì nó vận động sẽ hơi chậm, tại vì cái số lượng cổ phiếu lưu hành nó lớn, còn với dòng chứng khoán á nó đánh rất là nhanh, nó rất là nhanh, đánh là trần, biên độ dao động nó sẽ lớn hơn. Đấy, ví dụ một điểm mua duy nhất nè, nếu như mà ngày mai đạt điều kiện này thì mua được nè, ngày mai nó tạo điểm bùng nổ, có lượng phải lớn hơn 34 triệu cổ phiếu này thì anh chị mình mua. Mình lưu ý á, đấy, thì khi đó sẽ tìm cái vùng biên trên với những cổ phiếu như là E này, mọi người đấy thì tìm quanh cái vùng biên mà 25 đây nè đó, thì chị mình lưu ý đó là mua duy nhất với chị nào quan tâm về E này đấy, hoặc là một cái điều kiện mà nó tích lũy lại đây nè, vài phiên đi. Ví dụ có thể ngày mai nếu mà đẹp nha chị nha, ngày mai E này nên test lại, các nó test lại đây cái anh chị test ngắn lại để kiểm tra thêm cung cầu nữa là sẽ rất đẹp với những cổ phiếu như là E này. Dù đây phiên áp lực bán lớn nè, nó test lại nè, thì mà nó rủ lại cái nữa đi, nó xem cái áp lực bán của nhà đầu tư mình như thế nào, xem anh chị nào cầm cổ phiếu có gồng lãi được hay không. Mọi người lưu ý ha, ngày mai có test lại đôi khi mình lại có điểm gia tăng chứ không phải là mình bán đi cái cục 100 ngàn đây đâu. Mọi người lưu ý ha, tại đó là với cổ phiếu của ESI, hoặc là anh chị nào trong cộng đồng này mình cũng có điểm tham gia được với cổ phiếu của ESI anh chị. Ví dụ đây trong cộng đồng mà anh chị mình tham gia vào đây nè, ví dụ như là ESI nè, trong cái ngày mà 20 mấy á, hai mấy tháng 10 anh chị, đây ví dụ anh chị nào là ngày chung chung với đôi mắt thằng VIP anh chị, ví dụ ngày 25 tháng 11 nè, cũng chia sẻ mọi người ai đánh thì mình canh ESI này, cũng hướng dẫn cho anh chị mình điểm mua điểm bán, nó cũng chi tiết và nó cũng rõ ràng đấy. Thì đó là với một cổ phiếu dòng chứng khoán anh chị ha. Cho nên mình thấy bản chất như ngày hôm nay hoặc là trong cái giai đoạn này á thì bản chất thị trường sẽ bắt đầu nó tái tích lũy lại. Mọi người lưu ý ha, ví dụ hôm nay mà test bị fail đi thì mình chắc xác nhận cho quá trình nó tái tích lũy, thì mình lưu ý một cái vận động thị trường nó tái tích lũy nó sẽ quay á, thì nó sẽ tạo sự phân hóa. Khi mà thị trường cân bằng đi ngang đây sẽ tạo sự phân hóa anh chị, sẽ có dòng tăng có dòng giảm đấy. Cho nên mình thấy đâu đó một số cái tín hiệu mình đánh giá đầu tiên là với dòng cổ phiếu dòng chứng khoán. Ví dụ hôm nay thị trường nó bị bán ngược nè, nhưng mà anh chị mình thấy với dòng chứng khoán vẫn cửa trần tím á gì, thì đây là cái dòng tương đối mạnh. Ví dụ như cá nhân em đi thì mình có thể gọi đây là cái dòng nó mạnh nhất thị trường lúc này. Mọi người lưu ý ha, ví dụ ngoài cổ phiếu của ESI nè, test cái nền nó bước tiếp nè, hoặc là có cổ phiếu của HCM anh chị. Đấy, dù HCM ở đây anh chị mình lưu ý nè, cũng chưa bước xa cái nền đâu. Đây là mô hình tích lũy đáy của cổ phiếu nè. Có cái nền nè, rủ lại nè, tiếp tục đi lên nè. Đấy, thì là những cổ phiếu này ví dụ anh chị mình không tham gia được ESI á, thì mình sẽ chú ý cho kỹ những cổ phiếu nhắc CM anh chị nha. Đấy, ví dụ những cái phiên mà test về cái vùng hỗ trợ chị thấy rõ ràng không, điểm rủ test hỗ trợ nè, nay phiên đỡ cung lại nè. Đấy, nhưng mà thường những con này á mình lưu ý gì, em chờ mình sẽ canh một cái điểm nó test lại đi, nó test lại đây nè, nên gì được kiểm áp lực bán. Ví dụ đây là cái phiên áp lực bán lớn cổ phiếu nè, thì nó hồi lại nó cần kiểm tra một phiên điều chỉnh nữa. Thường nếu mà tốt nhất nó phải cần kiểm tra một cái phiên điều chỉnh test về lại thì cái điểm lên ở phía sau mình sẽ hướng dẫn anh chị mình mua với cổ phiếu HCM. Đấy, ví dụ như em mình cầm ESI mình cũng không muốn nó tăng ngay đâu, mà mình muốn nó gì à, nó chỉnh là một nhịp này nè, test lại nè, thì nó mới tạo ra một cái điểm mua an toàn với anh chị nhà đầu tư mình đi lên. Đấy, còn nếu như một điều kiện kiên quyết mà em hướng dẫn chị mình vừa nãy á, ngày mai nó bứt luôn, nó bùng nổ luôn á, thì đó là điểm mua. Hoặc là với cổ phiếu HCM cũng vậy anh chị, đấy, ngày mai mà nó bứt luôn, nó vượt được cái vùng đỉnh cũ đây nè, thì nó cũng sẽ tạo cho anh chị một cái điểm mua. Chị mình lưu ý ha, nhưng mà đẹp nhất á, đi bền và an toàn nhất á, thì nên rủ lại, nên rủ lại một nhịp nữa, điều chỉnh ngắn trở lại thì sẽ rất là đẹp. Đấy, ví dụ đơn cử tương tự như đoạn trước anh chị, tại vì hôm trước á, vì sao mà em mua những cổ phiếu ví dụ như ESI đi, thì nó có hai điểm chỉnh nè, mình lưu ý ha, hai điểm, một điểm rủ nè, test cung nè, một điểm rủ nè, đấy, nó rủ về test cung lại đó, điểm mua phía sau nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, mọi người lưu ý. Hoặc là một số cổ phiếu như VND, con này khỏe quá anh chị ha. Đấy, VND mình thấy đâu chỉnh đâu chị, đâu chỉnh nhiều đâu, nhưng một số anh chị mình thấy rung lắc ngồi mình bán cái VND là coi như mình mất ngay những lượng hàng đúng không. Đấy, con này tăng tăng quá là tốt, vai nè, đầu vai ngược nè, nếu mà đẹp hơn thì nó cứ tích lũy vùng này sẽ tốt anh chị nha, tích lũy vùng này sẽ tốt. Hay dòng chứng khoán gần chất xưa giờ nó đánh nó cũng ít tích lũy vậy, thường nó điều chỉnh xong lại tăng tiếp mà, chứ nó cũng ít tích lũy. Một số cổ phiếu của VCI thì thấy cũng rất là mạnh đúng không. Đấy, nhưng mà ví dụ như cá nhân em đi thì mình lại ưa thích ESI và HCM hoặc là VND hơn. Còn ví dụ với VCI nó vẫn khỏe anh chị nha, nó vẫn tăng, nhưng mà những con này nó đang nằm dưới cái vùng đáy vùng đỉnh anh chị, nó chưa bứt được cái vùng đỉnh này. Đấy, mọi người lưu ý ha, thì ai có hàng mình vẫn cầm mà mình chặn lãi thôi đó. Thì nhìn chung với dòng chứng khoán anh chị mình chú ý một số mã như thế thôi. Còn SHS thì nó vận động cái biên dao động nó hơi lớn anh chị, cái biên dao động nó hơi lớn. Thấy ví dụ ở đây mà nó đẹp là gì, nó test lại đây nhịp đi đó, nó tạo hình hai đáy ngắn này, điều chỉnh đỡ cung nè, test lại là đỡ cung phía sau là điểm mua nè. Đấy, đó là dòng chứng khoán anh chị. Cho nên dòng chứng khoán khi nó test lại được một nhịp nữa là anh chị phải tập trung vào cái dòng này ngay. Đấy, em đánh giá rất là cao dòng chứng khoán anh chị nha. Đó, tại vì cái tính đầu cơ nó có nè, xu hướng cũng có nè, dòng tiền nó cũng mạnh nè. Tổng dòng anh chị thấy thế này chưa, nó rút nó bị bán ngược trở lại mà dòng này nó vẫn tím á, thì đây là cái dòng tương đối mạnh đó anh chị. Mình chú ý cho kỹ anh chị nha, với dòng chứng khoán ai có hàng cứ yên tâm mà cầm. Còn điểm mua ví dụ như mình sẽ tùy cơ ứng biến. Ví dụ em vẫn chia sẻ lại, em xin phép em nói lại là gì, ngày mai nó có test lại đây á, mà khối lượng nó thấp nè, test lại khối lượng nó thấp nè, thấp hơn cái cây này nè,
là anh chị có thể mình tìm cái điểm mình gia tăng được, hoặc là mình mua mới luôn nó vẫn được, mọi người lưu ý ha. Hoặc là cái điểm mà bùng nổ lên này vẫn ok nè, đó, vẫn đạt điểm mua nè đấy. Hoặc một số cái điểm mà nó test lại xong nó test cung lên nó cũng tạo được điểm mua nè anh chị đấy. Ví dụ anh chị thấy nè, nhưng quá trình nó điều chỉnh nè, nó tạo điểm test cung lên nè anh chị. Như đây điểm test cung nè thì đó chính là điểm mua anh chị, điểm mua rất là an toàn với dòng cổ phiếu của dòng chứng khoán anh chị. Hồi xưa giờ anh chị mình thấy á, cái dòng chứng khoán này nó có một cái tính chất á, là nó tăng là nó phi phi mã luôn, chứ nó ít chỉnh đó anh chị, rồi nó ít ít tích lũy lại đó. Ví dụ chị thấy đây là một cái mô hình tích lũy, đây là một cái form tích lũy của cổ phiếu của dòng chứng khoán này. Khi nó đã bước vào sóng á, có điểm xác nhận dòng tiền nè, là anh chị thấy gì, tăng chỉnh một phiên này, là cái tăng tiếp anh chị, chỉnh một phiên này, là cái tăng tiếp này đấy, nó chỉnh xong nè, nó đổi cung lên lại nè, là nó kéo tăng tiếp anh chị đấy. Ngày mai nó vẫn có một điểm mua duy nhất nè, một cái điểm mà anh chị mình chú ý nè. Ví dụ như đây tương tự anh chị, đây chỉnh ba phiên này, chỉnh ba phiên nó tạo điểm đỡ cung nè, anh chị thấy không, nó tương đồng với phiên ngày hôm nay đó anh chị, chỉnh ba phiên nó đỡ cung nè đấy. Nếu như mà kịch bản ngày mai mà dòng này nó xuất hiện một cái phiên gọi là phiên mà kỳ cung á, một phiên kỳ cung bất ngờ luôn nè anh chị, đây có yếu tố kỳ cung có lượng khắp bất ngờ này, thì chị mình chú ý được. Mình lưu ý là phần số phiên kỳ cung bất ngờ này sẽ xuất hiện điểm dòng tiền đi vào và đẩy giá tiếp với những cổ phiếu của dòng chứng khoán đấy. Nhưng cái dòng này xưa nay thì nó đánh như thế gì, ít tích lũy lắm. Ví dụ đâu đây có được cái nền tích lũy ngắn này, kỳ cung này, thì cứ điểm kỳ cung này là điểm mua này gì đấy. Chứ trong một xu hướng tăng á, quan trọng nhất là trong một cái xu hướng tăng anh chị mà nó xuất hiện những điểm kỳ cung là những điểm mua, thì mình lưu ý ha. Đó là với cổ phiếu của AI, nhìn chung những con này nó mạnh quá. Tiếp theo thì em đánh giá với anh chị nhà đầu tư mình về dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng anh chị ha. Về dòng ngân hàng thì đoạn này nó cũng bắt đầu phân hóa đó chị, bản chất mình thấy rất là rõ, dòng ngân hàng là một cái dòng đang phân hóa, có những cổ phiếu nó tăng, có những cổ phiếu lại giảm đấy, nhưng mà có những cổ phiếu vẫn đóng cửa trần. Thì đầu tiên mình đánh giá với chị mình trước về số cổ phiếu ACB đi. ACB test đỉnh bị fail anh chị, dù đây đỉnh này tới lại bị fail này, thì thường nó cũng sẽ tích lũy theo thị trường đó, chứ những con này nó cũng không gãy đâu, vì áp lực bán nó có lớn đó chị, nó sẽ tiếp tục tái tích lũy đấy. Một số cổ phiếu của BIDV này, BIDV thì vùng này nó đang tái tích lũy chị nha, có thể nó sẽ có một số cái điểm rũ đấy, tại vì những cái điểm mà nó test lại không thành công như thế này à, phiên rút chân trên là có lượng lớn à, thì bên trong khách hàng bên em thì cũng hướng dẫn anh chị mình chặn lại với 39 với cổ phiếu của BIDV. Thì với những cái điểm này mình thấy tôi đó sẽ có những điểm rũ lại chị nha. Nếu như mà BIDV á, mà nó rũ về được á, rũ về được cái vùng nền này anh chị, rũ về được cái vùng nền này, và nó tạo một cái nền dưới kỳ cung này, thì đó sẽ là một cái cổ phiếu siêu cổ phiếu cho một cái nhịp tiếp theo, mọi người lưu ý ha. Đấy, video cuối tuần em sẽ phân tích thêm về BIDV để cho anh chị mình hiểu vì sao trong một cái chu kỳ tiếp theo, nếu như mà nó rũ về được cái vùng nền dưới á, nó cân bằng này, nó kỳ cung lại này, thì nó sẽ là siêu cổ phiếu cho một giai đoạn tới, cho anh chị mình chú ý là kỹ BIDV. Đấy, không phải em bán ra xong em nói cổ phiếu nó tiêu cực đâu, thôi mình ngồi lưu ý em đang trên xuống đây vẫn là trên tăng này. Ví dụ nó rũ về cái nền này nó vẫn là trên tăng này chị đấy, thì mình đưa nó cho chị kịch bản đó. Còn đây đoạn này nó dao động hơi lỏng chị nha, dao động hơi lỏng đấy, có lượng cũng lớn này, nó không có yếu tố kỳ cung này đấy. Một số cổ phiếu như CTG đi, thì CTG nó cũng sẽ tiếp tục có tái tích lũy vùng này thôi, mọi người lưu ý á, thì nó cứ dao động lên xuống trong cái vùng mà, tại vì tích lũy là một cái vùng sideways chị, là một cái vùng nó đi ngang, cho nên nhiều lúc anh chị mình mua đúng điểm mình cứ nắm thôi, còn chị mình giao dịch trong vùng này bản chất mình đâu có lãi với cổ phiếu của CTG đó, cho nên chị mình lưu ý nha, lên xuống là việc bình thường. Ở đây tích cực, ở đây có tốt kỳ cung dần, có lượng nó hấp dần là tín hiệu tốt anh chị, nhưng mà nó phải cần signal lại nó sẽ rất là đẹp với cổ phiếu CTG, cho nên chị mình cũng quan sát thêm với cổ phiếu CTG thôi, chứ cũng chưa vội vàng cho việc mua mới đâu. Ai có hàng thì cứ chặn lại anh chị nha, chặn lại vùng giá 26 đấy. Một số cổ phiếu tiếp theo thì mình cũng đánh giá với chị mình, ví dụ như Liên Việt đi chị, anh chị thấy đoạn này cổ phiếu nó vận động khó anh chị, chần chần giảm giảm rồi tiếp tục chần ấy, nhưng mà ở đây cũng gặp kháng cự, ngồi lưu ý đây là cái nền kháng cự tôi nói lớn ấy, với cổ phiếu của Liên Việt á. Thì ví dụ những con này mà nó nếu như mà nó bước lên luôn á, thì đó chính là điểm bán chứ không phải điểm mua gì, tại vì một cái hành vi của tổ chức á, họ không bao giờ họ đổ tiền họ đánh vượt cái vùng đỉnh này khi mà cổ phiếu nó gặp kháng cự, và bản chất trước đó là một cái đà nó tăng quá lớn đấy, mọi người lưu ý á. Cho ví dụ như một kịch bản mà nó bùng nổ đây á, là điểm bán chị mình lưu ý á, vùng này chị mình hạn chế mình mua đuổi đấy. Ví dụ đẹp nhất nó phải tích lũy lại, nó phải tái tích lũy lại đây này đấy, thì nó mới tạo ra một cái điểm mua dành cho tất cả những chị nhà đầu tư mình đấy. Một số cổ phiếu tiếp theo, ví dụ mình đánh giá dụ như MB cũng tương tự, ví dụ có test về cái vùng hỗ trợ thì nó bật trở lại bình thường, mọi người lưu ý nha, thấy như con này bật lại bình thường chứ nó không tạo ra những cái điểm mua ngay đấy. Một số cổ phiếu tiếp theo, ví dụ như chị mình thấy, ví dụ như là SHB cũng thế anh chị, ví dụ hôm trước nó nổ lên này, những con nổ sâu lên là điều chỉnh lại về vùng hỗ trợ nè, thì cái vùng hỗ trợ là gì anh chị, vùng hỗ trợ là vùng sẽ kìm hãm sự giảm giá của cổ phiếu, ví dụ điều chỉnh về hỗ trợ nó bật lên là điều tất yếu, dù volume này cũng đâu tạo điểm mua đâu chị. Một số cổ phiếu như STB này, STB chị thấy đánh khó không, sàn nè phiên giảm điểm sâu nè, chần nè, sàn nè, test lại nè, chần nè, khó chịu anh chị ha. Mà nhất vùng này cái vùng mà thực sự là em không biết phân tích như thế nào với STB luôn anh chị mình lưu ý, cho nên với những cổ phiếu đoạn này á nó khó phân tích lắm. Cho anh chị nào ví dụ mình có điện có hàng thì mình cứ chặn lại, ví dụ như với những cổ phiếu như STB chị mình chặn lại đây này,
chẳng loại quanh cái biên độ vùng giá 19.5 á chị, thì nó sẽ phù hợp anh chị nha. Đấy, hoặc là hôm trước anh chị nào mình có lỡ mà mình có mua vùng giá cao á, thì trước tiên là mình canh cái quá trình nó test lại nè, thì mình phải mình hạ ra nha anh chị nha. Thấy ví dụ ở đây quá trình test lại đỉnh nè, thì mình phải mình hạ ra trước đi, mình quan sát thêm. Thì mình lưu ý với cổ phiếu STB chị ha, vùng này dao động nó hơi lỏng, khó mua quá, không tìm được điểm mua luôn ấy, khó lắm. Một số cổ phiếu của Techcombank cũng vậy anh chị, mình thấy không? Quá trình nó điều chỉnh thì nó về đây vùng hỗ trợ đây nè, đấy, vùng hỗ trợ, vùng xác nhận đáy nè, đây mô hình tích lũy đáy nè, bức xác nhận nè, đây điểm xác nhận bức nên gì, bức cái vùng mô hình tích lũy đáy nè, sau đó có những quá trình test lại nè. Thì thường nếu như mà những cổ phiếu ví dụ như Techcombank mà nó tạo được cái vùng biên sideways đây á, nó gọi là cái vùng tái tích lũy lại á, thì sẽ tạo cho anh chị mình một cái điểm mua rất là an toàn. Nó nếu mà tạo nền tích lũy đây, một cái nền tích lũy gọi gì, nền tích lũy kênh trên, một cái nền tích lũy xu hướng tăng thì sẽ rất là tốt anh chị nha. Mọi người lưu ý ha, cho mình cứ chờ thêm thôi với điểm mua mới những cổ phiếu như Techcombank, còn lúc này cũng không có điểm mua mới anh chị. Đấy, một số cổ phiếu VB thì cá nhân em mình giá nó yếu, nó khá là yếu so với dòng thôi. Đấy, cho nên ví dụ anh chị nào mình mua đúng điểm thì mình phải nắm thêm, còn chị nào mua giá cao canh cơ cấu anh chị, mình chờ những cơ hội mới. Đấy, đó là với cổ phiếu của dòng ngân hàng. Thì ví dụ như cá nhân em mình đánh giá khi mà thị trường chung nó tái tích lũy lại đi, thì cái dòng ngân hàng này cũng sẽ là cái dòng nó tích lũy, tại vì đây là dòng thị trường cái gì, dòng ngân hàng chính là cái dòng xương sống của thị trường chung, nên sẽ thường vận động theo thị trường. Mọi người lưu ý ha, thì khi mà dòng này tái tích lũy là đều là cơ hội cả chứ không phải là rủi ro đâu, nên chị mình đừng có quá lo lắng. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo dòng bằng, dòng ngân hàng, dòng chứng khoán, dòng thép cái gì, ví dụ dòng thép thì mình thấy một số cổ phiếu thì em cũng đánh giá với chị mình trong buổi sáng ngày hôm nay á. Hay dù trong bán hàng em cũng chia sẻ với mọi người rất là kỹ về cái buổi sáng nay nè, thì mọi người thấy là các mã cổ phiếu của dòng thép nên gì, thấy dòng thép ví dụ như Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát nè, dòng bất động sản Dexco, DSG nè, thì nó hồi phục mạnh từ đấy, thì cái áp lực mà nó giảm một hai cái sàn là việc bình thường. Đấy, em đánh giá nó sẽ có một dịp nó test lại đỉnh, nhưng nó không rơi ngay, nhưng trong này làm gì có việc mà nó rơi thẳng đứng cái gì, không có đâu. Đấy, trên những nhà đầu tư nào mà mình muốn chốt lại, hoặc là mình có lỡ mà mình mua đuổi giá cao thì mình canh cái nhịp nó test lại đỉnh, mình có thể mình canh mình bán, hoặc là mình xử lý tùy ý anh chị mình. Mọi người lưu ý ha, ví dụ như đây Nam Kim đi, giá hai cây sàn không là điều gì đâu quá lớn với những cổ phiếu này. Hãy coi nó quay về sẽ test cái đỉnh này nè, thì anh chị nào muốn bán, muốn chốt lại, muốn cơ cấu gì thì mình xử lý ở đây. Nếu như mà nó test lại đỉnh nó bị fail anh chị, hãy dù bắt đầu những điểm này là chị bắt đầu có kẹp giá cao canh cơ cấu dần là vừa đấy, đối với anh chị nào mua đuổi. Mọi người lưu ý ha. Đấy, còn tích cực thì bắt buộc nó phải tái tích lũy lại nè, tích lũy lại nó mới tích cực. Đấy, một số cổ phiếu như Hòa Phát nó cũng tương tự như thế, anh em Hoa Sen cũng tương tự như thế nè, cũng test đỉnh nè, hai phiên áp lực bán lớn mà chắc phải quay về. Những cổ phiếu mà nó muốn rơi á, thì nó phải tạo hai đỉnh, hoặc là muốn đi lên á, thì nó phải tạo hai đáy. Hai mọi người lưu ý á, hoặc là một số cổ phiếu như Hòa Phát cũng thế. Đấy, vùng này thì Hòa Phát khả năng cao nó sẽ tái tích lũy đó chị, Hòa Phát sẽ tái tích lũy lại á. Thì mình cùng xem quá trình tái tích lũy lại như thế nào. Tại vì em nhìn volume này cũng chả phải là một khối lượng bán lớn đó, cũng chả phải là một khối lượng bán tháo gì cả, chỉ là những cái nỗ lực chốt lại bình thường thôi. Nếu như Hòa Phát mà nó tái tích lũy lại được, ví dụ nó có test điều chỉnh ở đây nè, nó kịp cung thêm nè chị, thì nó sẽ tạo cho anh chị mình những cái điểm mua. Đấy, người lưu ý ha, cho nên với anh chị nào mình có đang nắm cổ phiếu của Hòa Phát á, thì mình nắm hàng mình phải chặn lại quanh vùng giá đây anh chị, quanh vùng giá 17.5 nè, cái điểm hai điểm đỡ cung, điểm đỡ cung nè, rủ lại đỡ cung nè. Đấy, thì mình chặn lại quanh cái vùng giá 17.5 ở đây, mình xem quá trình nó tái tích lũy lại như thế nào với cổ phiếu của Hòa Phát. Mọi người lưu ý ha, ba dòng thị trường thì mình đã phân tích qua rồi, dòng tiếp theo là dòng cổ phiếu, dòng bất động sản đúng không? Đấy, anh chị nào còn nhớ hôm qua em phân tích với chị về con sale không? Đấy, em nói chị nào mua ngay đỉnh này á, không có chết đâu, thì nó sẽ có quá trình nó quay về test lại nè. Đấy, em nói thậm chí là ngày hôm nay nếu như mà con sale nó có giá sàn, em còn bỏ ra một ít tiền em bắt đáy luôn, nếu như mà nó có giá sàn, nhưng mà bản chất nó cũng đâu có sàn nên chị sáng vô nó kéo trần luôn mà. À, lưu ý ha, nhưng mà những con này đánh giá nó không cao chị, thì bản chất nó cũng không phải là dòng dẫn dắt cho một chu kỳ tiếp theo đâu, cũng như là chu kỳ hiện tại đây cũng chả phải là dòng dẫn dắt, nó chỉ là một cái đào quán tính rơi quá sâu rồi nó hồi phục lại thôi, thì cũng chả tạo ra được một cái điểm mua bất kỳ nào trong một đoạn này luôn á. Thật sự em không tìm ra được điểm mua nào của những cổ phiếu như sale á. Cho nên chị mình lưu ý, ví dụ như quá trình mà chị mình có chút muốn chốt lãi, hoặc là mình có kẹp giá cao á, mình có muốn bán á, thì mình chăm quá trình nó test đỉnh lại đây mình bán. Dù test quanh quanh cái vùng 24 này là 23 24 này là chị mình chăm bán vừa, chứ mình đừng có chờ lên tuốt 26 bán chị nha. Mình lưu ý á, với những cổ phiếu như là sale hoặc là đích nó cũng tương tự nè. Đấy, như này sẽ còn một cái nhịp test đỉnh á. Hôm trước phân tích chị mình rồi đúng không? Hôm qua chứ hôm qua phân tích chị mình rồi nè. Một cổ phiếu mà nó muốn rơi thì nó phải test đỉnh là một đỉnh hai đỉnh nó sẽ nhận rơi, chứ đâu phải nào mà rơi thẳng đứng được. Đấy, đất xanh thì nó cũng quanh quanh tương tự như thế với những cổ phiếu của dòng bất động sản. Đấy, mọi người lưu ý ha. Tiếp theo mình sẽ đánh giá với chị mình về dòng cổ phiếu của còn HDC này. HDC này xấu quá chị nha, HDC đây tạo gì, mô hình hai đỉnh luôn anh chị, nó tạo đỉnh trước luôn nè, tạo đỉnh trước là đỉnh thứ nhất nè, test lại nè, đỉnh thứ hai nè, xác nhận anh chị, phiên xác nhận HDC đây vốn lớn. Thì chị mình lưu ý những con này mà ai có nắm thì nên hồi nên bán, hồi lên nên bán nha chị nha. Thấy nó rất là yếu luôn. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo mình sẽ đánh giá với chị mình về dòng dầu khí nha.
Và trước khi mà mình đánh giá với anh chị mình về dòng dầu khí á, thì anh chị mình sẽ một cái nghịch lý mà em thường xuyên chia sẻ với anh chị mình về dòng dầu khí: thị trường giảm nó sẽ tăng, thị trường tăng nó sẽ giảm. Buổi sáng thị trường tăng, dòng dầu khí nó không tăng, buổi chiều thị trường giảm, dòng dầu khí nó lại tăng. Tất cả cái dòng mà anh chị mình sẽ thấy là gì, nó nghịch lý với thị trường chung, nó vận động một cái tín hiệu gọi là vận động riêng biệt luôn, nó chả giống thị trường chung tí nào cả, nó cũng chả vận động giống dòng nào. Nhưng bản chất mình phải hiểu về cung cầu của dòng dầu khí này. Đấy, mọi người lưu ý, em là một người mà mình rất am hiểu vận động của dòng dầu khí, cũng có thể gọi là một người mà đôi khi chậm vía là mình đánh tương đối thành công với những cổ phiếu của dòng dầu khí gì. Đấy, tại vì thực chất á, em cũng đã trải qua rất là nhiều lần mình vấp ngã, những cái lần phải cắt lỗ với dòng dầu khí á. Hồi xưa anh chị, hồi xưa mình nhiều lần lắm, ví dụ nhiều lần nè, cái đoạn mà dòng dầu khí tốt nhất á, mà chị mình lưu ý nè, cái biên độ, cái chia sẻ góc độ cá nhân nha, về cái sự cảm nhận của mình sau nhiều lần mình đánh dòng dầu khí á, thì chị mình lưu ý cái biên độ lợi nhuận mà tốt nhất của dòng dầu khí á, nó thường là tại những vùng đáy đi lên, dòng này sẽ có lợi nhuận tốt nhất. Còn khi mà nó neo lại anh chị, nó bắt đầu nó neo lại á, nó đi ngang á, ở vùng đỉnh á, vùng giá cao á, là nó sẽ thường xuất hiện những nhịp gãy. Nhịp gãy đó là nhịp gãy rũ anh chị, rũ bỏ, loại bỏ sự đu bám của nhà đầu tư cá nhân. Dòng này là chuyên luôn chị mình lưu ý á, xưa giờ là dòng này lúc nào cũng vậy. Chị thấy là sau quá trình gãy rũ nè, nó tạo vùng đáy nè, tạo vùng cân bằng đáy nè, thì chị sẽ canh mình đánh. Tại vì dòng này cái biên độ lớn nhất của nó là điểm mua an toàn luôn á, là từ những vùng đáy đi lên, nó sẽ thường có quá trình test đáy. Cho anh chị nào mình am hiểu về kỹ thuật test đáy, mình sẽ đánh được với dòng dầu khí. Hãy đây chia sẻ thêm cho chị mình về thông tin, dù đây là BVS nè, test đáy nè, test thai đáy nè, thì những điểm dòng tiền đi vào đầu tiên sau quá trình test đáy kỳ cung là gì nào, điểm test cung nè, đây điểm test cung nè, thì đó chính là điểm mua. Mọi người lưu ý á, nên những con này đánh là phải đánh từ vùng test đáy đi lên nè, thì lợi nhuận anh chị mình lớn nhất. Còn khi mà chị thấy neo trên cao nè, là em nói với chị mình kiểu gì nó cũng gãy, kiểu gì những con này nó cũng gãy lại. Mình lưu ý anh chị nào, neo cao là gãy lại nè. Đó. Mà đánh từ cái vùng test đáy đi lên, chị nào đánh từ vùng test đáy đi lên nó mới lợi nhuận lớn nhất. Còn mà nó neo trên cao là gãy lại, anh chị nào neo lên trên cao nè là gãy lại. Đấy, đây test ba đáy, một đáy, hai đáy, ba đáy nè. Đây vùng test ba đáy nè. Thì vùng này là hồi xưa để mua những điểm này, em mua từ những điểm sau này em rút kinh nghiệm, nhiều lần mình chết với dòng dầu khí quá, mình mới ngồi lại mình nghiên cứu, thì ra dòng này nó chuyên đánh là vùng cân bằng ba đáy rồi nó xuất phát đi lên, nhìn thấy không? Đấy, cho nên chị thấy lên mình lên cao mà neo lại là gãy à. Mà này test ba đáy, tiếp tục ba đáy nè, đoạn này em cũng bắt được BVF nè, để em cho chị mình xem cái dữ liệu. Ví dụ ở đây là ngày 20, ngày đây là điểm mua chính xác nhất của em là ngày 13 tháng 5 2022 BVF đấy, nhân anh chị ở trong room mình nhớ mấy con này lắm. 13 tháng 5, 13 tháng 5 đây, đây ngày 13 tháng 5, lâu quá dữ liệu mất hình ảnh nè, lúc khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 5 2022 nè, BVS test ba đáy nè. Mọi người ai duy sức mua mình vào mình đánh ngắn, lấy một thêm vùng giá hiện tại quanh vùng giá 24 đấy, điểm hồi sẽ về 30, mọi người đánh ngắn vẫn phù hợp, target 30 nè, đánh ngắn nè đấy, mua sai và cắt lỗ 7% nè. Thì mình lưu ý ha, vì sao mua, vì sáng nay nó có nhịp đỡ cầu, đỡ dòng tiền rất là tốt, rất là chủ động, rất là khỏe với cổ phiếu của BVS. Thấy anh chồng này phải đánh á, anh chị phải hiểu là một đáy, hai đáy, ba đáy thì có phải đây là điểm mua, hướng dẫn chị trong room thì đó là một cái biên độ lợi nhuận, là đoạn đó mình đánh dù khí mình lãi rất là lớn chị. Đấy, đây là cái nhịp lợi nhuận rất là tốt của dòng dầu khí, nhưng mà chị thấy khi lên neo cao là gãy lại. Dòng này nó nghịch lý là như vậy á, cho nên chị mình sau này đánh mình phải am hiểu. Đấy, mình lưu ý giúp em ha, đó cổ phiếu của BVS, hồi xưa mình thích đánh BVS hơn. Đấy, đoạn này thì bắt đầu mình thấy con BVD là ok, BVD nó cũng tốt chị, nhưng mà chị thấy nè, ví dụ như cân bằng đây ba đáy thì nó có biên độ lên nè, chứ chị mua trên cao là dòng này là rất dễ nó gãy lại. Ví dụ đây một đáy, hai đáy nè, ba đáy nè, thì nó có một biên nó lên nè. Đấy, đoạn này đây mình cũng đánh từ dòng dầu khí chị hả, mọi người lưu ý. Ví dụ ở đây cũng tương tự nè, vậy với cổ phiếu BVD nè, ví dụ BVD trong em cũng thế là một đáy, hai đáy, ba đáy nè, dòng tiền đi vào nè. Đấy, thì cho nên là cái điểm vừa qua với cổ phiếu của BVD là em hướng dẫn anh chị mình tham gia. Đấy, ví dụ điểm mua là mình chia sẻ với chị mình tại room cơ cấu. Đấy, ví dụ đây điểm mua tại room cơ cấu nè. Đây, ví dụ ngày 28 tháng 11 nè, BVD nè, mọi người ai kẹp mình vào trung bình giá nè. Vì sao mua? Vì test ba đáy nè. Mới đây con dịch ngày 28 tháng 11, quanh vùng giá mua là 13.8 14 anh chị. Mọi người lưu ý ha, ví dụ đây điểm mua nè, thì em vẫn cho anh chị mình cầm nắm chặn lãi đó. Ví dụ chị mình cầm những con này mình cứ chặn lãi vùng giá 15 anh chị nha. Đấy, ví dụ hiện tại trong ngắn hạn mình sẽ thấy là gì? Một số cổ phiếu ví dụ như là BVD á, nó đang tạo là những cái mô hình gì vai nè. Đấy. Đầu vai ngược nè anh chị. Đấy, đang tạo vai, đầu vai ngược nè. Thì đang tạo cái vùng đây được 1 2 3 4 viên à. 4 viên tích lũy tương đối đẹp với cổ phiếu BVD anh chị nha. Đấy, cho anh chị mình chú ý. Ví dụ như anh chị mình lưu ý nè. Ví dụ hôm nay gọi là điểm test cung nè. Hôm nay điểm test cung của cổ phiếu như BVD nè. Khối lượng thấp nè. Đấy. Ngày mai nó tạo điểm dòng tiền hướng lên chính là điểm mua. Ngày mai volume nó chỉ tầm đâu đấy khoảng 10 hơn 12 triệu anh chị, nó sẽ tạo cho chị mình điểm mua. Mình lưu ý cho nên bây giờ lúc này ai muốn mua mới thì mình tập trung mình chú ý con BVD và dòng dầu khí. Ngày mai hướng lên chính là điểm mua anh chị. Những này phải mua từ vùng cân bằng vùng đáy đi lên đó, thì nó an toàn.
sau này mà em nói chị mình nó lên vùng 22 trên đây nè, nên lại rất dễ đẩy gãy lại, mình lưu ý ha. Đó, đó là cái đặc tính của dòng dầu khí xưa giờ nó vậy. Dù dòng dầu khí em chị mình chú ý BVD, con BVS em nhìn em chướng mắt quá. Em cũng chia sẻ chị mình mãi trong trong cái buổi video á, nó cứ chọc lên chọc xuống như này em nhìn nó hơi khó chịu, nhưng mà chắc tôi cũng đang tạo sự cân bằng nè, tương tự với cổ phiếu của BVD anh chị, cho anh chị mình chú ý được BVD. Chị mình lưu ý ha, còn chị nào trong group khách hàng á muốn gia tăng thêm BVD á, thì ngày mai chờ điểm dòng tiền nó đi vào á, em sẽ hướng dẫn anh chị mình gia tăng thêm. Đấy, đó là với dòng cổ phiếu của dòng dầu khí. Tiếp theo thì nó còn một số cổ phiếu riêng lẻ gì, ví dụ nó còn một số cổ phiếu riêng lẻ mà chị mình chú ý được, ví dụ như em là trong dòng bất động sản thấy năm con năm long này ok này. Đấy, hồi chiều mình cũng ngồi mình xem lại kỹ á, thì mình thấy con năm long này bắt đầu bản chất anh chị mình thấy là gì, nó vượt được cái vùng đỉnh cũ này, cái vùng gọi là cái nhịp nỗ lực hồi phục đây anh chị, nó vượt được rồi thì cho thấy nó cũng có dòng tiền, nó cũng có xung lực tăng khá là tốt anh chị, thì bắt đầu cũng đang tạo đây, tạo cái nền, mình lưu ý ở đây đang tạo cái nền này, đang tạo cái nền ngắn này, nên đây cũng được 1 2 3 4 5 6 7 8 phiên anh chị. Một cái nền 8 phiên là một cái nền nó cũng gọn dạng là tương đối an toàn để cho anh chị mình chú ý mình tham gia được với cổ phiếu của Nam Long. Ví dụ anh chị nào thích dòng bất động sản á, thì mình canh cho Nam Long này. Vô đây có một điểm điểm gạch điểm gọi điểm điều chỉnh nè. Nó một cái phiên hồi phục nè. Chị lưu ý á, điều chỉnh hồi phục nè, sau đó có quá trình test lại, quan trọng là em sẽ canh cái gì mà test lại đây nè. Test lại nè, khối lượng nó thấp hơn anh chị. Khối lượng nó thấp hơn so với cái phiên điều chỉnh trước đó ấy, cho thấy áp lực bán không còn nhiều. Hai bác ai chốt cần chốt rồi. Hôm nay điểm gì? Điểm kết cung của cổ phiếu Nam Long này. Ngày mai mà cái điểm dòng tiền hướng lên là điểm mua. Mọi người lưu ý, mà hôm nay anh chị nào mua với cổ phiếu Nam Long mình vẫn mua được. Đấy, nên lưu ý kỹ với Nam Long mà nó rồi có hai điểm điểm test này. Đây điểm test hai đấy anh chị, một đấy nè, họ lên test lại nè. Đấy, cho nên vì sao mà em nói với chị mình á, cái dòng chứng khoán này nè, dòng chứng khoán này nè anh chị, nó mới test có một nhịp à. Nó họ lên nè, nó test lại đây nhịp nó đi. Nó tương tự với Nam Long á thì nó sẽ tạo điểm mua, hai đáy ngắn rất là an toàn. Mọi người lưu ý à. Đấy, hai đáy ngắn mà test trong một xíu nó cũng không cao. Ví dụ chị thấy Nam Long nè, nó test hai nhịp ở đây anh chị, một nhịp này hai nhịp này, nó test hai nhịp cái vùng 27 mà nó không khủng á, xét xuống nó khủng vùng này là không cao. Đấy, mọi người lưu ý á, trên dòng chứng khoán chị mình chờ cái nhịp test lại đây nè, có nó phải khắp như thế này anh chị thì nó mới đẹp. Đấy, đó là với dòng chứng khoán anh chị ha. À, đó là cổ phiếu Nam Long với dòng chứng khoán nó cũng vận động tương tự ở đây nè. Đấy, mọi người lưu ý cho kỹ cổ phiếu Nam Long này chị mình canh được. Đấy, thì cái buổi video ngày hôm nay cũng đến đây thôi, nói chung cũng ngồi cũng phân tích ngắn gọn với chị mình. Còn ở một cái để một cái nền tảng kiến thức chuyên sâu hơn á, ở buổi video cuối tuần á, em sẽ phân tích cho anh chị mình những cổ phiếu nào, những cái điều kiện tín hiệu cổ phiếu như thế nào, nó là những cổ phiếu hàng đầu cho một cái chu kỳ tiếp theo, một cái chu kỳ dẫn sóng tiếp theo. Mọi người lưu ý á, không phải đoạn này những cổ phiếu tăng mạnh nhất là những cổ phiếu sẽ dẫn dắt chu kỳ tiếp theo đâu, không phải mấy ông sale đích này tăng mạnh là sẽ dẫn dắt thị trường đâu chị, không phải đâu chị, mà nó có những cái tín hiệu khác. Em sẽ hướng dẫn cho chị mình chuyên sâu ở buổi video cuối tuần, hoặc là một số anh chị nào mình quan tâm về những cái điểm mua điểm bán. Theo em ghi đây này, những cái điểm mua điểm bán về cổ phiếu hoặc là về phân tích nhận định thị trường này, mình cảm thấy là cái phương pháp đầu tư của em nó phù hợp với anh chị mình á, thì mình có thể mình liên hệ với bạn trợ lý bên em, đó chính là bạn Hải Anh. Hãy qua số Zalo 0945 866 915 để mình đồng hành cùng em tại room hệ không khách hàng VIP. Thì ở thời điểm hiện tại công ty chứng khoán ưu tiên mở tài khoản miễn phí anh chị, ưu đãi mở tài khoản miễn phí. Ngoài ra thì cũng theo miễn phí giao dịch 0% 6 tháng kể từ ngày anh chị mở tài khoản, hoặc là anh chị mình có thể mình trao đổi mình liên hệ với em qua số Zalo 0949740462 không. Nhiều anh chị mình quan tâm về cái link của trong cộng đồng á, thì em có để trong phần mô tả bên dưới, anh chị mình có thể mình tham gia vào. Đấy, và đây cũng hỗ trợ anh chị mình thôi, nhưng quan trọng là anh chị mình đồng hành với em tại VIP thì mình sẽ có những phần chi tiết hơn, mình phân tích nó chuyên sâu hơn và nó sẽ sớm hơn. Sau khi em hỗ trợ anh chị trong VIP xong thì mình mới đến anh chị nào trong cộng đồng, cho anh chị trong cộng đồng thì mình cũng không cảm giúp em anh chị ha. Đấy, mọi người đồng hành cùng em đủ lâu thì mình cũng sẽ biết là em cũng làm việc nó cũng hết năng suất luôn đó. Thì buổi video ngày hôm nay thì cũng đến đây đó, hẹn gặp lại chị mình trong buổi video cuối tuần. Xin chào cả nhà, chúc sức khỏe anh chị mình.